Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đấy, thì hôm nay là một ngày rất là trọng đại. Bởi vì sao? Bởi vì là sau 2 năm làm YouTube thì cuối cùng hôm nay mình đã thực hiện được cái đam mê của mình, thực hiện được cái gọi là ước mơ từ cấp 3 của mình. Đó chính là gì? Đó chính là sở hữu cho mình một chiếc mô tô phân khối lớn. Đấy, mà cái con xe ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em đó chính là con BMW S1000R. Đấy, thì nói chung là điều gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Cuối cùng sau 2 năm làm YouTube thì cuối cùng mình cũng đã có thành quả, là hôm nay mình đã bỏ tiền ra, mình bỏ ra gần 500 để mình mua một con cá mập BMW S1000R đời 2018, gọi là để về đi trải nghiệm và thỏa mãn cái đam mê của mình, và để gọi là review giới thiệu cho anh em xem. Đấy, thì hôm nay đổi gió lại mang đến cho anh em một con xe mới và là con xe của mình. Đấy, thì bây giờ anh em theo chân mình, gọi là nói chung là tất cả cái thủ tục đập hộp rồi đập thùng các thứ thì mình sẽ để sau, còn bây giờ thì anh em theo mình sẽ giới thiệu qua nó và nổ máy và nẹt bô cho anh em xem nhá. Anh em theo chân mình nhá. Hóa ra là mơ các bạn ạ. Là cứ tưởng đang lái BMW S1000RR. Đấy các bạn ạ. Người ta có tiền, có điều kiện, người ta thừa tiền ấy, thì người ta sẵn sàng bỏ ra từ 600 triệu cho đến gần 1 tỷ để người ta mua một con BMW S1000RR để về đập hộp, để về trải nghiệm, để về đi cho anh em xem. Nhưng mà tôi này, với một cái thằng làm YouTube vì đam mê ấy, làm cho anh em xem giải trí, thì lấy đâu ra tiền mua. Đấy, nhưng người ta ấy, thì người ta sẽ nói thế, nhưng mà tôi thì không. Mặc dù tôi làm vì đam mê, không có tiền thật, nhưng mà tôi vẫn gọi là cố gắng dành dụm tích góp sau 2 năm làm YouTube không kiếm được đồng nào, thì tôi có nhịn ăn sáng để bỏ ra khoảng 485 cho đến gần 500 để mua một con BMW S1000R về để thực hiện cái ước mơ của tôi. Đấy, cái ước mơ từ hồi cấp 3 của tôi được sở hữu một con cá mập BMW S1000R 1000 phân khối. Đấy, thì sau 2 năm làm YouTube free và chả kiếm cái đồng mẹ gì cả, thì tôi đã là nhịn tiền nhịn để ăn sáng để gọi là mua em nó. Đấy, thì hôm nay là làm video đập hộp cho anh em xem. Đấy, thì nhân vật chính của chúng ta đâu rồi? À đây. Đây anh em. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là một chiếc hộp và bây giờ anh em cùng tôi đập hộp nó nhá. Đấy, thì chiếc hộp này thì được gói khá là cẩn thận, có cái băng dính hàng giấy vỡ đây, nhưng mà do vận chuyển các thứ với là dịch bệnh này vận chuyển rất khó anh em ạ. Tôi đã phải chờ khoảng một tuần để đón em nó về, và hôm nay thì em nó đã trước mặt tôi. Bây giờ tôi mở cho anh em xem nhé, mở như này. Đây tôi đã chuẩn bị sẵn một con dao tem, bây giờ tôi sẽ mở cho anh em xem này. Đấy, nói chung là không có điều kiện nhưng mà cũng phải bằng bạn bằng bè bằng người ta, hiểu không anh em, hiểu không? Tức là chủ yếu là mua về đọc hộp cho anh em xem, gọi là cho vui thôi, còn chẳng gì nữa. Đây,
Ok, thì đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, đó chính là một con BMW S1000RR. Này, khui cho em xem. Thì tổng quan thì đây là một con xe mô hình anh em ạ, đến từ thương hiệu của Maito đấy, nhưng mà Maito không thuê quảng cáo cho nên mình sẽ bỏ qua đấy. Thì nói chung là cái đóng gói của cái shop này khá là ok, hàng nó không bị méo, không bị móp gì cả, vẫn giữ được nguyên. Đây, hộp nó trống không này, mở hộp chúng ta sẽ có cái này. Con này thì mình order trên shop là 485, nhưng mà không phải 485 triệu mà là 485 nghìn đấy. Đây, khi mua hàng chúng ta sẽ có một cái phiếu thank you này. Còn đây là mức độ hài lòng yes no đấy. Thôi mình bỏ qua đi, vào nhân vật chính đi. Đó, anh em thấy không? Này, anh em thấy gì chưa? Xịn chưa? Ở đây có cả tem này, chắc tem chống hàng giả quá. Hình như thương hiệu này của Nhật anh em ạ. Đây, nó liên kết với rất nhiều các cái hãng mô tô này, Ducati này, Honda này, Kawasaki này, KTM này, Yamaha này. Đấy, anh em có thể thấy không? Đó, bây giờ sẽ cùng tôi đập hộp nhé. Zoom các em, lần đầu tiên đập hộp một món đồ chơi đắt đỏ như này. À, ở đây thì shop đã tặng kèm một cái biển, của tôi đã đặt cái biển số giống như con Exciter 150 của tôi đấy, để sau này nhá, tí nữa chúng ta sẽ dán vào đây. Tên 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 nói chung chẳng có gì đâu anh em, bỏ qua bên đây. Nhân vật của chúng ta đây, bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em xem. Thơm quá anh em, đúng là đập đập hộp đập thùng xe mới khác thơm quá. Nửa củ của tôi đây anh em ạ. Ok, vứt vào đây. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc BMW S1000RR. Đó, anh em thấy chưa? Quay cận cảnh cho em xem này. Ối, đẹp chưa? Đấy. Con này thì nó có tỷ lệ là 1 trên 12, có nghĩa là 1 cm của con này thì sẽ tương ứng với 12 cm ở phiên bản xe thật. Rất là đẹp, rất tỉ mỉ luôn. Đó, bây giờ mình sẽ gọi là review sơ qua cho anh em xem này. Xe này là một con mô tô 1000cc đến từ thương hiệu của BMW. Đó, thương hiệu BMW. Con này là con S1000R nhưng mà đời cũ, còn con đời 2020 đổ lên thì là nó cái kiểu cái mặt này nó đã thay đổi ấy, nó không còn mắt lé nữa. Đấy, nó thành kiểu mặt khác. Đó, nhưng mà mình vẫn thích cái mẫu này hơn. Cái mẫu kia không đẹp, mình vẫn thích mẫu này hơn. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy xe toàn bộ là được làm từ phần nhựa. Đấy, được sơn sơn màu. Và cái phần bình xăng này là phần làm bằng kim loại anh em nhé này. Đấy, phần phần bình xăng được làm bằng kim loại này. Đèn hậu này, đèn hậu nhựa trong này. Đây, đèn hậu là nhựa trong này. Phần yên này, tất cả là bằng nhựa hết. Phần biển số này, tí mình sẽ cắt cái biển số kia mình dán vào đây này. Đấy, xi nhan này. Dàn chân sau thì ở đây gắp gắp của nó được chế và rất là giống thật. Bô thì bô zin. Bánh thì có thể xoay được này. Đấy, đĩa sau này. Có cả heo heo Brembo này anh em này. Đấy, anh em nhìn nhá. Và đặc biệt là cái điểm mà tôi thích nhất đây, đó chính là cái hệ thống giảm tốc sau của nó. Con này có anh em nhá. Đây, để tôi nhún cho anh em xem này. Đấy, nhún phát nhả ra luôn này. Đây, đấy, anh em thấy không? Đó, nhún phát giảm nhả ra luôn. Để chân này, ở đây có cả chân trống anh em nhé này. Đây, chân trống gạt lên gạt xuống này. Đấy, gạt xuống phát để được, để đứng luôn này. Đó,
Rất ok. Rồi. Phần này là phần bầu hơi của bộ bô này. Đó, phần hệ thống máy này. Ừ. Con xe này được bắt gọi là gần như là toàn bộ bằng ốc vít anh em nhá. Ừ. Ở đây chúng ta dàn bánh trước thì chúng ta có lốp, lốp thì là lốp cao su, cả hai trước sau đều là lốp cao su, có thể tháo rời ra. Bánh cũng thế. Ở đây thì đĩa, ở đây chúng ta có hệ thống đĩa đôi. Phuộc upside down nhưng mà là nhựa và không nhúng được anh em, không nhúng được. Cặp phanh Brembo. Và có thể đánh lái được anh em nhé. Này. Đấy, đánh lái được này. Ừ. Đặc điểm nhận dạng nó, đôi mắt lé này. Ừ. Kính chắn gió zin này. Gương zin này. Mà gương này được dán cái phần mà soi được các em nhé. Rồi, tiếp tục ở đây chúng ta có phần đồng hồ này. Đồng hồ được in dán vào rất là đẹp này. Đấy, phần tay lái này, tay phanh này, tất cả nói chung là bằng nhựa thôi. Đấy, nhưng mà rất là sắc nét. Xi nhan hai bên này. Đó. Anh em thấy ok không? Quả đèn hậu này mình ưng quả đèn hậu này vãi. Đó. Ừ. Đây là một chiếc xe anh em có thể để trang trí, để sưu tầm hoặc là để gọi là bàn làm việc thôi. Hoặc là như mình sắp tới mình sẽ có một vài dự án với con xe này, cho nên là mình đã mạnh tay mình chi và mình mua nó về. Đấy. Để không rất là đẹp đấy, chân chống để lại đây cũng được này. Đó. Có khi là khả năng trong video tiếp theo mình sẽ gọi là mổ xẻ con này ra để cho anh em xem là nó gồm những chi tiết gì. Đấy, tháo lắp dễ dàng hay không. Đó. Nhưng mà một con xe với giá tầm khoảng 500 nghìn ấy mà đi được như thật này, nhún được này. Đấy, đánh lái này. Đấy, anh em còn đòi hỏi cái gì nữa? Ừ. Đó. Đó là video gọi là đập thùng BMW S1000RR của mình. Còn sắp tới mình sẽ cho ra rất là nhiều các cái video và những cái nội dung mới mà những cái mà mình đang chuẩn bị làm, thì có gì anh em theo dõi và ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em các video tiếp theo. Bye bye.